Ok, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS. Và trong video ngày hôm nay, Sơn chia sẻ cho các bạn một dự án mới toanh. Và đây là một trong những dự án mà hình như cũng đang rất ít người biết, và bạn hoàn toàn có thể có cơ hội kiếm được 2.000 cho tới 3.000 đô la một tháng với dự án này. Thì mong rằng các bạn hãy coi hết từ đầu đến cuối cái dự án này để Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách làm, cách đăng ký cũng như là cái nguyên lý của nó kiếm tiền từ làm sao. Và bạn xem rằng mình có cái khả năng để mình kiếm được tiền với nó hay không. Thì các bạn đang nhìn thấy trên màn hình của Sơn, các bạn sẽ thấy được rằng đây là Sơn đang vào một cái giao diện, là giao diện leader. Và trong cái giao diện này thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng đây là cái thu nhập mà ngày hôm qua Sơn đang chọn là cái bộ lọc ngày hôm qua và đã được nhận thanh toán. Thì đây là top những người đã nhận được thanh toán vào ngày hôm qua, có người 68 đô, 47 đô, 33 đô, 30 đô, 26 đô, đó, 26 đô 13. Và dường như rất là ít người đang biết tới dự án này thì phải, rằng rất là ít người biết. Và thì theo như Sơn thấy cái dự án này á, là nó là một trong những dự án rất là uy tín. Các bạn có thể lên trên cái Similarweb và các bạn check cái dự án này thì bạn sẽ nhìn thấy là cái rank của nó thứ hạng ở trên toàn cầu nó rất là tốt, 17.865, và traffic của nó hàng tháng á, là 2,17 triệu, cũng như là cái thời gian trung bình mà người ta vào trong website này là 12 phút 16 giây đó. Và những cái quốc gia, đây là những cái quốc gia mà hiện tại nó đang truy cập vào cái web này rất là nhiều. Đấy, thì các bạn đang nhìn thấy được rằng những cái số liệu rất là tuyệt vời từ website này. Thì trong video ngày hôm nay thì Sơn đã chia sẻ cho các bạn ba cái thông tin về cái dự án ở đây. Đây là cái dự án nó có tên là Time Box đó, và cái dự án này nó sẽ có rep là 5 tầng. Thì nếu như các bạn đã quan tâm về cái cách đăng ký tài khoản thì các bạn có thể ủng hộ Sơn một referral phía bên dưới video này, Sơn có để lại cho các bạn đó để các bạn đăng ký đi. Thì khi mà các bạn đã nhận được tiền thì Sơn cũng có một chút hoa hồng để sau này Sơn sẽ có những cái video hướng dẫn tiếp theo để cho các bạn rút được tiền như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay Sơn đã chia sẻ cho các bạn về ba cái điều. Điều đầu tiên đó là về thông tin dự án Tham Bắc. Điều số 2 đó là cái bằng chứng thu nhập, liệu rằng đã có ai nhận được tiền với cái dự án này hay chưa. Và cái điều số 3 đó là cái cách để các bạn có thể kiếm được tiền với dự án Tham Bắc này như thế nào. Ok, thì cái dự án này á, thì theo như Sơn tìm hiểu, đây là một cái website rất là uy tín từ năm 2014 rồi. Và đây là một trong những dự án Ả Rập. Thì trước đây thì Sơn cũng đã tìm lại một vài những cái thông tin ở trên cái kênh YouTube, cũng có một vài người bạn đã chia sẻ. Tuy nhiên rằng mình thấy rằng họ làm chưa mạnh. Giống như các bạn đã thấy dự án Ray trước đây mà Sơn đã chia sẻ cho các bạn, có phải là dự án Sơn PS này kiếm tiền Ray. Thì cái dự án này á, đố các bạn biết là nó có từ điểm nào. Nó có từ rất là lâu rồi các bạn, đâu đó khoảng từ năm 2017 18 gì đó là đã có cái chính sách kiếm được tiền 5 đô la trên một lần đăng ký rồi. Nhưng tại sao lại không ai kiếm được nhiều tiền mà mỗi người kiếm được chắc đâu đó khoảng 1 đến 2 triệu thôi. Nhưng đến khi mà đội nhóm của Sơn bay vào và làm cái dự án này thì bắt đầu có rất là nhiều người bạn thành công và đã kiếm được 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu, thậm chí cũng có những bạn rất xuất sắc đã kiếm được 1 tỷ đồng một tháng. Đấy, một tháng thu nhập với dự án Ray này. Đó, thì Sơn chia sẻ với các bạn rằng dự án này các bạn đang nhìn thấy nó có từ năm 2014 này, và cũng có một vài người đã review trước đó rồi, nhưng tại sao vẫn chưa, các bạn vẫn chưa biết cái dự án này, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là quan trọng là ai là người tham gia vào cuộc chơi này thôi. Nếu như bây giờ chúng ta tham gia vào cuộc chơi này thì chắc chắn cái dự án này nó sẽ có cái sự thay đổi và các bạn sẽ đưa đất nước Việt Nam lên cái bản đồ đây nhá. Nào, chúng ta cùng đồng lành đồng đồng lòng, đúng không ạ? Nó giống như cái dự án Tamodo. Tamodo, các bạn có thể search dự án Tamodo. Thì cái tháng trước thì các bạn không nhìn thấy là Việt Nam trên bản đồ, nhưng bây giờ các bạn nhìn mà xem, các bạn sẽ nhìn thấy là Việt Nam trong cái bản đồ đây. Đó, Việt Nam đang đứng xếp top thứ hai rồi, và có khả năng tháng tiếp theo thì Việt Nam nó sẽ là một cái quốc gia có traffic lớn đó, vào cái trang Tamodo đây. Ok, thì trong cái dự án này các bạn sẽ nhận được thưởng thông qua cái việc đó là bạn hoàn thành những cái nhiệm vụ của nó, đó là nhiệm vụ về khảo sát, xem video, cài đặt ứng dụng, chơi trò chơi. Và bên cạnh đó thì mình đang thấy được rằng một trong những cái rất là hot thời gian gần đây đó là khi mà các bạn vào cái mục là earn ở đây này thì các bạn sẽ nhìn thấy thêm một cái giao diện mới mà trước đây các bạn không hề biết, đó là giao diện nữa, các bạn có thể kiếm được tiền với TikTok nữa. Thì đây là một cái giao diện hoàn toàn mới nhá, nó mới cập nhật đó, và các bạn nó sẽ có cơ hội được kiếm được tiền với cả TikTok. Thì như các bạn biết được rằng TikTok là một trong những cái nền tảng mới đó, và nó lên rất là nhanh. Và đây là cái tài khoản của Sơn sau khoảng 2 tuần Sơn nó bắt đầu với TikTok. Thì tất cả thông tin ở đây đều là những nội dung mà mình tự sáng tạo ra, và mình không có hack, không có cheat, không có bơm follow ảo. Thì tới thì hiện tại mình đang có 42.600 lượt follow rồi. Ở đây các bạn nào mà biết tới Sơn từ TikTok mà qua đây không ạ, thì các bạn có thể comment phía bên dưới video này đó, để chúng ta có thể chào nhau, đúng không ạ? Đó, thì các bạn có thể follow cái kênh TikTok của Sơn, đó là Nguyễn Tùng Sơn,
hoặc là bạn search là Sơn PS cũng sẽ ra nhé. Ok, thì trong cái dự án này thì là một cái dự án vô cùng tiềm năng, và câu hỏi đặt ra là có ai đã kiếm được tiền với dự án này chưa? Thì đây là một cái hình ảnh mà mình có lấy được trong một cái nhóm Zalo. Đó, thì đây mình nói là thực sự đây là một cao thủ. Các bạn cao thủ kiếm tiền với cái dự án Timebug này và kiếm được rất nhiều tiền rồi các bạn. Đó, thì các bạn đã có chụp lại cái thông tin bằng chứng và có được cái kết quả từ cái dự án này. Thì mình đã thấy bạn đã rút được về đâu đó khoảng 17 triệu đây. Nhưng đây chỉ là một lần bạn rút thôi, chứ không phải là cả tháng bạn rút được. Đó, và các bạn cũng nhìn thấy đây là một cái giao diện bằng điện thoại này. Thì bạn ấy đã, đây là một tài khoản khác, thì bạn ấy rút được 100 đô và tổng cái ví của bạn là 119 đô này. Ok, thì đây cũng là một cái email mà bạn đã nhận được từ cái tài khoản Thumbbuck, đó là 3012 đô phẩy 35. Đó, 3012 đô, đô đó khoảng là 6-70 triệu rồi, đúng không nào, 6-70 triệu rồi. Thì đó là một vài những cái thông tin mà Sơn có được. Còn cái tài khoản ở đây á, là Sơn nói thật với các bạn là Sơn mới đăng ký hôm qua thôi. Và nếu như bây giờ vào vào cái mục là Referral Earning ở đây thì sẽ nhìn thấy được cái hệ thống là họ sẽ trả thưởng của chúng ta là 5 tầng. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tầng. Đó, thì tới điểm hiện tại thì đâu đó tổng tài khoản của Sơn nó được 1 đô la. 1 đô la tại vì mới bắt đầu buổi tối thôi các bạn, mới bắt đầu buổi tối thôi và cũng chưa ai biết cách làm hết. Thực sự đến thời điểm hiện tại Sơn vẫn chưa biết rõ chi tiết về những cách kiếm tiền của nó cụ thể làm sao. Nhưng mình nghe một vài cái thông tin đó là có một số những cái chiến dịch á, các bạn có thể là sẽ thấy được rằng là họ sẵn sàng trả cho bạn 10 đô la trên một nhiệm vụ. Ô, rất tuyệt vời đúng không nào? Nhưng các bạn search ở đây này thì có một vài những nhiệm vụ thì nó cũng không có nhiều tiền, nhưng có một vài những nhiệm vụ thì rất là nhiều tiền, thì một ngày bạn có thể kiếm được 2-40 đô rồi. Nhưng đó là chưa có tính cái thu nhập từ referral đó. Và đó là dạy một thông tin rất là tốt dành cho những bạn mà các bạn nói rằng các bạn không có khả năng tuyển được referral, đúng không ạ? Thì sẽ có một vài những cái dự án, những cái chiến dịch sẽ giúp cho bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền ở đây. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái mục đó là Sơn đang vào là phần khảo sát. Có những cái khảo sát đâu đó khoảng là 0,3 đô, 0,4 đô, 0,6 đô, 0,8 đô. Là đâu đó khoảng gần 1 đô la cho một khảo sát rồi, rất tuyệt vời. Và các bạn có thể là cùng một lúc các bạn làm rất là nhiều khảo sát khác nhau. Ok, rất là tuyệt vời đúng không nào? Thì cái mục ở đây thì Sơn sẽ có một cái video chi tiết hơn. Sơn sẽ review về cái cách để các bạn có thể kiếm được tiền với dự án này. Thì trong video ngày hôm nay thì các bạn nó sẽ phát triển nó làm sao, cũng như là cái cách chúng ta đăng ký tài khoản làm sao đây. Đầu tiên, bước số 1 thì cái đường link á, Sơn có để lại phía bên dưới video rồi. Thì các bạn có thể ủng hộ Sơn bằng một cái đăng ký của các bạn. Bởi vì cái công sức Sơn làm video này và cũng như là sau này á, thì Sơn nó sẽ có những cái video Sơn hướng dẫn rút tiền nữa. Thì nếu như các bạn không đăng ký thì Sơn sẽ vất vả và Sơn không có đủ được cái số min rút. Đó, thì sẽ không có cái video hướng dẫn rút tiền cho các bạn. Bởi vì Sơn nó lên trên Google Sơn search hoặc là lên YouTube Sơn search thì không có ai nói kỹ về cái dự án này cho các bạn hết. Đó, nên Sơn sẽ là người đứng ra, Sơn sẽ làm cái việc này giúp cho bạn nhé. Rồi cái bước số 2, khi mà các bạn đăng ký xong rồi này, thì bây giờ cái đăng ký như nào đây rất đơn giản nhé. Bây giờ Sơn sẽ vào đây, Sơn lấy cái link của Sơn này, Sơn hướng dẫn cho bạn chi tiết luôn để các bạn có thể nắm được rõ. Thì cái link á, thường là các bạn sẽ vào trong phần này các bạn copy này. Thì bây giờ Sơn sẽ mở cái trình ẩn danh lên. Đó, thì khi mà các bạn đã copy và dán cái đường link ra thì bây giờ sẽ yêu cầu các bạn là một là các bạn có thể là điền cái sign up here này. Bạn sẽ chọn là sign up đăng ký tài khoản đúng không ạ? Thoát ra, hoặc là các bạn có thể log in vào với cái Facebook của các bạn. Vừa nãy mình bấm vào không biết tại sao bị lỗi, nhưng bạn có thể đăng ký bằng email của các bạn được nhá. Bạn có thể đăng ký bằng email hoặc là các bạn log in vào trực tiếp bằng Facebook. Thì thường là mình sẽ log in vào bằng email thì nó sẽ tốt hơn. Rồi sau khi mà các bạn đã đăng ký xong rồi á, các bạn điền những cái thông tin rất cơ bản thôi. Sau đó thì các bạn đã vào trong email, các bạn search là Thumbbuck thì nó sẽ ra là cái email đầu tiên. Đó là nó sẽ yêu cầu các bạn là phải verify tài khoản. Thì các bạn nó bấm vào đường link ở đây. Thì sau khi các bạn bấm đường link ở đây là các bạn sẽ ra được cái tài khoản giống như của Sơn hiện tại ở đây. Thì nó chỉ khác ở đó là các bạn sẽ vào cái mục dashboard này. Đây là cái giao diện mà mới khi mà các bạn nó vào đăng ký xong tài khoản thì các bạn sẽ nhìn thấy giao diện này. Ok, để kiếm được tiền với nó thì các bạn vào mục earn. Bạn sẽ thấy ở trong này sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ, khảo sát này, tìm content này, đăng ký tài khoản này, rồi kiếm tiền với TikTok này, kiếm tiền với xem video này, kiếm tiền với cả refer này. Đó, thì những cái mục này thì mình sẽ có một video hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn nhé. Rồi cái bước tiếp theo các bạn làm gì đây cho Sơn? Các bạn vào cái mục setting ở đây. Vào mục setting. Thì trong cái mục setting ở đây thì nó có cái việc gì quan trọng? Các bạn nhớ dùng Sơn là các bạn hãy thay đổi những cái thông tin ở đây đi. Thay đổi về tên của các bạn này, ngày tháng năm sinh này,
Rồi cái địa chỉ mà bạn đang sinh sống này, thì đây là một vài những cái thông tin rất quan trọng nhé. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần là payment methods đây, có nghĩa là hình thức thanh toán. Thì trong cái phần hình thức thanh toán đây nó có rất là nhiều hình thức khác, thanh toán khác nhau. Cái thanh toán đó, từ trước giờ chúng ta nhìn thấy phổ biến đó là Bitcoin. Đó, cái ví điện tử Bitcoin các bạn có thể dùng là Remitano hoặc là VNDC mà mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng là cái Payeer. Thì Sơn nó sẽ có một cái video hướng dẫn cho bạn đăng ký cái Payeer ở đây. Còn nó các bạn có thể đăng ký cái ví Payeer phía bên dưới video này. Thì sau đó thì Sơn nếu như bạn nào mà chậm quá các bạn chưa theo kịp thì Sơn sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng cái Payeer này sau và cái cách rút tiền sau này, được không ạ? Thì bây giờ Sơn sẽ cần phải có min rút là 10 đô. Thì sau đó thì Sơn mới rút được ra và Sơn làm cái video hướng dẫn cho các bạn nhé, nên các bạn nhớ ủng hộ Sơn. Rồi, thì bây giờ chúng ta quay lại ở cái video phần chỗ này. Thì cái bước đầu tiên đó là bạn đăng ký tài khoản, thì link Sơn để lại phía bên dưới video rồi. Sau đó bước số 2 các bạn vào xác thực email. Khi mà các bạn xác thực email xong, các bạn đăng nhập vào thang bậc thì các bạn đã thay đổi cái thông tin đi. Thay đổi thông tin ở trong cái mục đó là setting ở đây và các bạn vào mục profile thì bạn thay đổi thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc bất kỳ cái gì. Đó thì đây là một cái bước rất quan trọng đúng không ạ? Rồi sau đó bước số 3 đây, các bạn làm nhiệm vụ. Các bạn mặc dù Sơn chưa có một cái video hướng dẫn chi tiết về cái cách các bạn kiếm tiền làm sao, nhưng bạn hãy cứ làm nhiệm vụ đi để các bạn quen với giao diện của nó. Các bạn vào bấm về hết tất cả. Ví dụ như bây giờ các bạn khảo sát thì các bạn bấm vào star đây, các bạn làm từng khảo sát một cho đến khi nào mà nó không còn khảo sát nữa thôi. Sau đó các bạn đã làm những cái mục là content ở đây. Đó, content đây thì nó nói các bạn nó cần phải click quảng cáo này. Đó, thì các bạn làm thử một vài cái nhiệm vụ đi để các bạn hiểu được hơn về nó. Hay là cái mục là đăng ký sign up. Đó, sign up thì các bạn cũng làm thử một vài cái. Nếu như mà nó không hiện ra thì tức là không có nhiệm vụ. Còn nếu như mà nó hiện ra đây thì có nghĩa là nó sẽ có cái nhiệm vụ cho bạn này. Ví dụ cái nhiệm vụ này là 0,2 đô chẳng hạn. Rồi kiếm tiền với TikTok này. Thì nếu như các bạn có cái tài khoản TikTok á, thì bạn nó bấm vào đây để các bạn liên kết tài khoản TikTok của các bạn với tài khoản TimeUp để sau này các bạn có thể bật quảng cáo để kiếm tiền với nó. Thì mình nghĩ rằng đây là một trong những hình thức sẽ kiếm được nhiều tiền, và trên một chiến dịch thôi bạn có thể kiếm được 5 đô, 10 đô trên một chiến dịch với cả TikTok nhá. Rồi đây là mục video này. Thì đó, cái việc của các bạn là các bạn hãy thử hết tất cả nhiệm vụ đây, các bạn làm hết nhiệm vụ đi để các bạn dành với nó, bạn hiểu với nó, để sau này các bạn sẽ chỉ được lại cho những người phía bên dưới của bạn, họ cũng biết để họ làm được nhiệm vụ. Ok không nào? Rồi sau đó thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ tới cái bước số 3, đó là các bạn hãy lấy cái đường link affiliate của các bạn này. Tại vì cái dự án này nó sẽ có 5 tầng, thì các bạn vào phần nó là referral earning ở đây. Đó, bạn sẽ thấy được rằng tất cả những cái tầng của bạn đang hoạt động bao nhiêu người. Đó, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 bao nhiêu người và số tầng sẽ giúp cho bạn kiếm được tiền bao nhiêu. Đó, nó hiển thị ra hết ở trong phần commission ở đây. Cái biểu đồ đây nó sẽ cho các bạn nhìn thấy được hai cái mục. Cái mục cái biểu đồ màu xanh cho thể hiện ra là số lượng user đã đăng ký với bạn, và màu đỏ đó là số tiền mà chúng ta đã kiếm được. Ok rồi, nếu như bây giờ các bạn muốn biết được cái đường link của bạn thì bạn bấm phần copy đây, sau đó các bạn nó dán bất kỳ nơi nào hoặc các bạn rút gọn nó đi, các bạn giới thiệu cho người khác. Thêm một phần nữa, các bạn muốn biết được rằng referral của bạn đã kiếm được tiền từ đâu, các bạn có thể chọn vào cái phần là referral phía trên cùng màn hình ở đây. Bây giờ các bạn kéo xuống dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng những referral và những tên những người đã hoạt động, họ hoạt động cách đây bao nhiêu lâu và họ đã kiếm được tiền thông qua những cái dự án nào, kiếm được bao nhiêu tiền và họ đã giúp cho bạn kiếm được bao nhiêu tiền cụ thể và rất chi tiết ở đây rồi. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là tuyệt vời, chi tiết rõ ràng, cẩn thận. Thì các bạn đã nhớ đó là những cái bước để các bạn có thể bắt đầu và với dự án Thumbbuck ở đây. Thường là khi mà chúng ta bắt đầu, chúng ta chỉ cần chia sẻ cho những người nào thân thiết nhất, những người nào có kinh nghiệm, những người nào thường mà thân với các bạn mà hay làm dự án với các bạn đó, thì các bạn chia sẻ với những người này hoặc là chia sẻ lên Facebook cá nhân này, thì chắc chắn rằng bạn đã được 5 người, 10 người rồi. Và cứ 5 người, 10 người đó lại làm tiếp cái công việc như vậy thì chắc chắn rằng là cái đội nhóm của bạn nó phát triển lên ùng ùng thôi. Và đây là cái tài khoản mà Sơn nó mới làm buổi tối vừa rồi, nên nó đâu đó có khoảng hơn 100 người thôi. Nhưng Sơn nghĩ được rằng trong khoảng vài ngày tới thì con số lên có thể 5.000, 10.000 rất là nhanh các bạn. Ok, và nếu như mà Sơn có đủ cái min rút thì Sơn sẽ làm những video hướng dẫn để rút tiền như thế nào nhé. Rồi thì cái bước cuối cùng đây, nếu như bây giờ các bạn nó chưa biết cách hướng dẫn cho referral của bạn như thế nào, thì sau khi mà bạn nó gửi cho họ cái đường link affiliate rồi, họ đã đăng ký đường link thông qua cái đường link của các bạn rồi, thì các bạn có thể gửi cái video này, copy nó và gửi cho họ để họ có thể làm theo chi tiết và nó đúng chính xác ngay từ đầu luôn. Ok, rồi thì chắc Sơn sẽ dừng video này tại đây, và nếu như bạn thấy nó giá trị hữu ích thì đừng quên bấm một nút like, đăng ký kênh YouTube của Sơn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và nếu như bây giờ các bạn nó chưa biết cách để tuyển được referral như nào, thì lời khuyên ở đây các bạn có thể lên trên mạng các bạn search cái từ khóa đó là Sơn PS cách tuyển referral,
cách tuyển rep thì Sơn đã có rất là nhiều những video trước đây trong quá khứ. Sơn hướng dẫn cho bạn những cái cách tuyển rep, đây là những cái bí mật của Sơn, Sơn chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết rồi. Thì các bạn chỉ cần lên trên này các bạn làm theo những hướng dẫn của Sơn từng bước một là chắc chắn sẽ ra kết quả thôi. Và cũng đã rất là nhiều người bạn đã làm theo, sử dụng những cái nguồn lực miễn phí và họ đã kiếm được hàng trăm triệu thu nhập từ đây. Đó thì Sơn chúc các bạn thành công. Và nếu như các bạn còn quan tâm về những dự án khác của Sơn thì các bạn có thể vào trong trực tiếp kênh để bạn xem những dự án khác và cũng như là theo dõi và tham gia vào trong group của chúng ta để chúng ta có thể thường xuyên trao đổi và nói chuyện với nhau. Thì thông tin mọi thứ Sơn đều để lại phía bên dưới video này, thì các bạn nó quan tâm thì các bạn có thể bấm vào từng link một để các bạn tham gia. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.